Mến chào Mến cô bác, chào anh chị và các bạn và các em thân mến. Chúc cả gia đình mình ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Bây giờ mình ra vườn, mình thu hoạch rau quả, rau củ quả ở ngoài vườn à. Rau mồng tơi nhà mình à, mình review cho cả nhà mình xem mà rau mồng tơi mà lá tốt dễ sợ chưa. Lá to mà non mượt luôn à. Một cái lá nó mà to hơn cái bàn tay của mình luôn á. Mà tốt ghê lắm. Tự nhiên mình nó mỗi lần mình thu hoạch á mình cứ cắt xuống á, thành ra nó ra lá to ngon lắm. Mỗi năm á mình không có biết á, mình cứ lặt á, lá nó nhỏ. Bây giờ mình cứ nó ra như vậy đó, mình thu hoạch là mình cắt hết. Cắt thành nó ra lá to. Thấy chưa, lấy mầm rau mầm to nhà mình chưa cả nhà? Mình review cho cả nhà mình xem á. Mình thu hoạch là mình cắt xuống, lá nó to gom. Không có lặt nữa. Ở đó mình nằm ngói mình không biết á, mình cứ lặt á, chứ bây giờ mình để như vậy mình cắt xuống luôn, cắt cả cọng cả đồ, cắt hết xuống nó ra đẹp lắm cả nhà. Vậy mình chuẩn bị mình cắt rau mồng tơi nè à. Thứ hai cả nhà mình á, bây giờ mình cắt à, cắt rau mồng tơi á, cắt hết luôn. Cắt vô, cắt cái lời xong đó mình ăn cái nào ăn, còn không thì mình rửa sạch sẽ hết rồi mình cắt, mình bỏ trong bị rửa sạch sẽ rồi bỏ bị lóc á, mình bỏ trong hộc đông á. Rồi đến chừng mình lấy ra mình ăn nó cũng y như mà rau tươi à, ngon. Bỏ bị mực đủ, cứ đủ nồi canh, nồi canh về bị lóc đủ nồi canh, nồi canh nha. Mà mình nó rau nhiều quá mình chưa ăn tới nó. Ngon á. Năm nay cái vườn rau nhà mình nó nhìn thấy ngon lắm. Tháng này là tháng 9 rồi đó. À, tháng 9 rồi mà vườn rau còn ngon ra. Ngon hơn năm ngoái. Mùa này thì ăn rau đã luôn à. Chứ bắt đầu mùa đông á thì không, mùa đông là chỉ ăn đồ đông lạnh. Mùa này ăn rau đã luôn. Đó, mình cắt á là mình tự mình review cho cả nhà mình xem á, là mình cắt hết luôn. Cắt hết luôn, 3, 4, 5 trẹt mồng tơi mình cắt hết luôn. 4, 5 trẹt mình cắt hết luôn. Chứ nếu mà mình mà cắt mà mình không có review cho cả nhà mình á, là mình cắt chừng một trẹt thôi là đủ nấu rồi. Trẹt là nấu một xôn canh to luôn á. Ngon rồi cả nhà. Đã. Ngon. Mình ở Mỹ á, mà cái mình cũng phải làm, phải trồng trọt mình ăn. Mình trồng gì á thì là coi như sẵn cái mình ra vườn mình hái thôi. Còn mà nếu mình mà không có trồng á, nhà mà không có trồng á, là mỗi lần muốn ăn á là đi chợ. Chỉ ở Mỹ đây là chỉ rảnh ngày Chủ nhật đi chợ thôi, đi chợ ngày Chủ nhật rồi bỏ tủ lạnh á rồi ăn cả tuần vậy á. Chứ ngày thường là đi làm đâu có rảnh đâu.
Nói ở Mỹ vậy chứ ở Mỹ thì cày 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 còn hơn là Việt Nam nhiều, cày còn hơn là trâu cày á. Ở Mỹ cày không có thời gian luôn, ăn uống cũng không có thời gian để mà ăn uống, vừa uống ly cà phê phải bỏ lên xe, vừa lái xe vừa uống. Ăn cũng vậy, buổi sáng là lụp chụp lạc chạc, không có thời gian để mà ăn nữa. Thời gian ở bên Mỹ là quý lắm, chứ không phải mà nói mà dễ hái ra tiền đâu. Tiền Mỹ thì ngon thiệt, chứ mà làm còn hơn là trâu làm. Đó, mình là đi làm rồi về là coi như ra vườn nhổ cỏ, nhổ rác. Rồi xong rồi coi cái nào mà cắt. Chứ ông thơ, ông chồng mình, ông chỉ trồng thôi, ông trồng thôi. Chứ mà ông coi như mình không cắt, mình để là già hết luôn. Nó mình tranh thủ coi như mà sáng sớm thì chạy ra nhổ cỏ, nhổ rác rồi làm. Lẹt quẹt làm với ổng. Rồi chiều cũng vậy mà về sớm là lật đật chạy ra vườn. Coi ra là cái rau nào mà để mà cắt. Rồi mình đĩa là cái rau nào đó là ngày mai mình cắt, mình cắt. Chứ ông thôi ông chồng mình cao chả biết làm đâu, ông chỉ trồng lên để cái già luôn. Ớt chín ông cũng chẳng hay chả hái đó, chỉ có cái ông sửa soạn cái đậu bắp ông hái thôi, chứ còn mướp bí bầu rồi giờ là mình về là mình coi trái nào mình địa, trái nào là mà tự hái vô thôi. Chứ ông thôi để là coi như ông chồng mình để già hết á. Cảm ơn các bạn đã xem video của Tân Sang Cuộc Sống Hàng Ngày. Cảm ơn cả nhà mình, cả nhà mình xem video Tân Sang Cuộc Sống Hàng Ngày. Cả nhà mình yêu thương mình, cho mình xin một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn nhiều, cảm ơn các bạn, cảm ơn cả nhà mình nhiều. Ok, bye, thank you. Ở Việt Nam á, có biết trồng trọt cái gì đâu à, tự nhiên qua đây á, nghề nó dạy nghề đó à, mình coi YouTube á, cái mình thấy người ta trồng á. Rồi mình ban đầu á, thì ở qua Mỹ á, là mình thuê nhà mình ở ở kề cái bà gì đó, bà trồng đồ, xong rồi bắt đầu bà chỉ mình trồng cái mình trồng, mình thấy cái bắt đầu người mở mà YouTube á, cái mình thấy người ta trồng ở bắt đất trước, mình trồng trồng trồng, bây giờ mà công nhận cái vườn của mình ra ngon lành đẹp, mà nhìn trò đã mát mắt lắm. Đi làm buổi sáng hả, là mình đi lễ xong mình về là bắt đầu mình chạy ra vườn mình vừa mình địa mình coi trò thấy thích ra gom. Còn mùa đông á đâu có gì đâu mà ra, có khi cả tuần lễ mình chưa đi ra bài vườn á. Còn bây giờ sáng nào cũng ra hết á nha. Sáng nào cũng đi lướt qua lướt lại trong vườn á. Rồi xong rồi bắt đầu á, là đi làm. Đi làm xong rồi chiều về hơn chưa kịp nữa.
chạy ra vườn mà xem, đi địa qua địa lại coi có cái gì không. Đó. Rồi trồng cây lên đó mình thấy mình cũng thích thú chứ. Có cây có trái mà đi ra vườn. Còn mà mùa đông á, tuần lễ chưa ra vườn á. Giờ thầy mình ra, bây giờ có cây có đồ mình ra vườn mình thích lắm. Trời, nhà mình bây giờ mía nhiều lắm. Mía trò nó lên mà ngon. Trời, cây cao, cao cao hơn hơn ông chồng mình luôn à. Mình kêu ta chặt cây mà ổng nói á, bây giờ mà chặt chi chặt á, là mà để mấy cái ngọn nó hư uổng. Tự gì á, là mình chờ mình canh nó to coi như là chờ nó cho nó hết cái tháng, hết tháng 9 à, qua tháng 10. Hết coi như là tháng 10 là bắt đầu mình chặt là vừa. Chặt mình giữ mấy cái ngọn lại rồi bắt đầu năm tới mình trồng. Đó, ổng tính vậy á. Năm đó cái cha chặt đó mà mía cao không ngon ghê. Trời, công nhận mía đỏ. Hồi đó mình có công hai cái ngọn thôi. Hai cái ngọn thôi mà mình trồng xuống là nó chết hơn cái. Còn cái gì mà bây giờ mình gầy gầy ra mà giờ coi như là thành 30 cây mía đó. Chắc năm tới là chắc cũng phải 50 cây. Trời, đã luôn hả cả nhà ơi. Công nhận á. Mình làm cái gì mình cũng có cái đam mê nha. Mà không có đam mê là không có làm được á. Bây giờ cái gì mình cũng muốn trồng hết á. Ông chồng mình ông la mày cái gì mình cũng muốn trồng hết á nha. À, cái gì mình cũng muốn trồng. Bây giờ mình trồng mấy cái ổi á, trời ơi nó cao ngon ghê đầu luôn á. Ổi đó là ổi ở bên Florida nha. Ổi cái giống ổi đó trái to mà nó coi như cái nó ít hột lắm. Ít hột lắm, ngon lắm. Thank you.
qua đây thành mình qua Mỹ thành cái bà làm nông luôn, coi như là mà về đi làm thì thôi, mà về là ra vườn nhổ cỏ nhổ rác, thét cái coi như thành cái bà là bà thành cái bà thôn quê luôn, bà nông nông dân luôn. Thằng hái một rổ to luôn á cả nhà ơi. Một rổ to, cái rổ mà bự lắm. Ăn không hết á thì cho hàng xóm nữa chứ. Mình cho hàng xóm, đó như đậu bắp rồi mình trồng mình cũng cắt cho hàng xóm. Mình sát nhà mình nó có cái người cũng có cái hai vợ chồng Mỹ trắng mà họ cũng dễ thương lắm, coi như người hàng xóm tốt bụng á. Đó, mình cái gì mình không biết á, hỏi là ông bà là cũng về hướng dẫn mình chỉ mình hết á. Tội nên mình trồng cái gì mình cũng cắt qua cho ông bà ăn. Ông bà đâu có trồng cái gì đâu. Mỹ ở đây họ trồng toàn là trồng bông không à, họ không có trồng đồ ăn đâu, như mình đâu. Có người Việt Nam mình là trồng thôi à, Mỹ họ mua không à. Nhưng mà mình trồng mình cho họ, họ cũng ăn nha. Đồ như tre, những cái cây của Việt Nam mình ăn á, mà cho người ta cũng ăn.